Đoàn Văn Hậu Quang Hải đến thăm huấn luyện viên Park Hang-seo. Tranh thủ thời gian được nghỉ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây đã tới thăm căn hộ của huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hà Nội. Cả huấn luyện viên Park Hang-seo và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đều đăng những bức ảnh thầy trò gặp lại nhau kể từ khi thầy Park rời đội tuyển Việt Nam. Không lâu sau khi về nước, Quang Hải đã có dịp gặp lại ông thầy cũ ở đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. Căn hộ của huấn luyện viên Park khá rộng rãi và trưng bày khá nhiều những tấm bằng khen, quà tặng kỷ niệm chương, huân huy chương mà ông có được trong thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam. Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam hồi đầu năm, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ở lại Việt Nam để thực hiện giấc mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, đó là phát triển bóng đá cộng đồng tại Việt Nam.